Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được chào đón quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Goro. Mong rằng luôn nhận được sự ủng hộ từ quý vị và các bạn bằng việc cho kênh một like, share cũng như một đăng ký. Trong quá trình xem video, nếu có xuất hiện quảng cáo, mong quý vị và các bạn xem hoặc bấm vào quảng cáo để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục đưa quý vị và các bạn đến với dự án xây dựng hầm chui tại Giải phóng Kim Đồng để xem tình hình thi công dự án hiện nay như thế nào. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để có đánh giá khách quan cũng như có cái nhìn chi tiết. Mong quý vị và các bạn hãy xem hết video. Thời điểm ghi hình hiện nay vào lúc 9 giờ sáng ngày 8 tháng 12 năm 2023. Đây là vị trí bên đường Kim Đồng như các bạn đang nhìn thấy trên video. Các đoạn đã hoàn trả xong lòng đường, hiện nay nhà thầu đã cho rào tôn. Động thái này cho thấy chuẩn bị công tác thi công các nút hầm hở sắp diễn ra. Bây giờ để quý vị và các bạn mới theo dõi có thể nắm được khái quát về dự án, tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin về dự án. Dự án hầm chui 2.5 qua nút giao Kim Đồng Giải Phóng có tổng mức đầu tư lên đến 778 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố Hà Nội, được khởi công từ tháng 10 năm 2022 và dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, nhà thầu là liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Sanco 4, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3. Tư vấn giám sát là liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 2 và Công ty Cổ phần Đầu tư. Đoạn thi công hệ thống ống cống thoát nước tiếp theo hiện phần lớn cũng đã được hoàn thành. Còn lại một đoạn ngắn tiếp giáp với phía bờ sông cuối đường là đang được tiếp tục thi công. Đây là đoạn hệ thống ống cống thoát nước còn lại tiếp tục phải thi công như các bạn đang nhìn thấy trên video phía tiếp giáp với bờ sông. Hầm chui Giải phóng Kim Đồng theo thiết kế có tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 890 m theo hướng đường vành đai 2.5, có quy mô 4 làn xe. Cụ thể tổng chiều dài hầm 460 m, trong đó có 140 m hầm kín và 320 m hầm hở. Hầm thì được xây dựng ở ngã ba Giải phóng Kim Đồng, điểm đầu kết nối với dự án vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng quốc lộ 1A, điểm cuối nối với đường Kim Đồng quận Hoàng Mai. Dự án xây dựng hầm chui vành đai 2.5 với đường Giải phóng là công trình giao thông quan trọng trong chương trình phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông thủ đô văn minh. Đây là phía bên lưu thông từ đường Đại Kim ra Giải phóng. Hiện thì nhà thầu cũng vẫn đang thi công hệ thống thoát nước. Phía bên này được thi công sau, do vậy thì hiện nay khối lượng ống cống đã được lắp đặt thì chưa được nhiều. Tại đoạn này cũng vẫn chưa lắp đặt hệ thống ống cống. Chỉ có đoạn từ vị trí này đến trước cửa nhà số 31 Kim Đồng là đã được lắp đặt xong hệ thống ống cống. Còn đoạn từ trước cửa nhà số 31 chạy ra đến đầu đường Giải phóng hiện vẫn chưa được lắp đặt hệ thống ống cống. Đây chính là đoạn phía đầu ngoài từ trước cửa nhà số 31 chạy ra đầu đường Giải phóng. Tại đoạn này nhà thầu đang hoàn tất công tác đào đất để có thể lắp đặt ống cống trong một vài ngày tới. Đây là hầm chui thứ 5 tại thủ đô xây dựng từ năm 2009 đến nay. Sau các hầm Kim Liên, Xã Đàn, Trung Hòa, Thanh Xuân, Lê Văn Lương, dự án sau khi hoàn thành sẽ từng bước hoàn chỉnh tuyến đường vành đai 2.5 theo quy hoạch, đảm bảo giao thông thuận lợi, thông suốt khu vực ga Giáp Bát, quận Hoàng Mai.
và xây dựng đường sắt. Bây giờ mời quý vị và các bạn đi sang phía đầu hầm bên Đầm Hồng để xem đầu hầm bên đó thi công đến hiện nay như thế nào. Vị trí này là đầu đường dẫn vào hầm phía bên Đầm Hồng, cụ thể tại vị trí giao với phố Định Công. Như video đã đề cập gần đây, tại thời điểm đó nhà thầu tập kết gạch để thi công vỉa hè. Tuy nhiên thì hiện nay tình trạng vỉa hè vẫn vậy, chưa có gì khác biệt so với video trước đây, chứng tỏ công tác thi công vỉa hè đã tạm ngừng, như các bạn có thể nhìn thấy trên video. Tại vị trí này, như các bạn đang nhìn thấy, nhà thầu đã thi công xong công tác đóng cọc để thi công nền hầm hở. Đây là đốt hầm hở sẽ kết nối với thành đường dẫn vào hầm đã thi công xong trước đây. Công tác đập đầu cọc và làm thép sàn hầm hở sẽ được tiến hành trong một vài ngày tới. Hiện nay, như các bạn đang nhìn thấy trên video, các đốt hầm hở đã được thi công từ vị trí tiếp giáp với hầm kín kéo dài gần sát đến vị trí đường dẫn đã thi công trước đó. Phần thành hầm, hiện nay nhà thầu đang cho công nhân thi công phần còn lại trên cùng của thành hầm, như các bạn có thể nhìn thấy trên video. Khối lượng thi công các đốt hầm hở đến hiện nay đạt trên 80% khối lượng của đầu hầm phía bên Đầm Hồng. Công tác thi công giải phân cách cứng ở giữa để phân chia hai làn xe chạy cũng đã được thi công sát đến vị trí đốt dầm vừa được thi công đổ bê tông cách đây mấy hôm. Hiện nay, tại vị trí đốt dầm vừa thi công đổ bê tông xong, nhà thầu đã cho công nhân làm xong thép giải phân cách cứng giữa đường hầm, chuẩn bị ghép cốt pha để đổ bê tông trong một vài ngày tới. Như vậy, đến hiện nay tại dự án hầm chui giải phóng Kim Đồng, phía đầu hầm bên Kim Đồng, hiện nhà thầu vẫn đang tiếp tục thi công hệ thống thoát nước hai bên đường. Tại các đoạn đã hoàn trả lòng đường, nhà thầu đã cho tiến hành rào tôn để chuẩn bị cho công tác thi công các đốt hầm trong thời gian tới. Ngoài ra, tại các vị trí chưa hoàn thiện hệ thống thoát nước, nhà thầu đang tích cực khẩn trương thi công để sớm hoàn thành trên cả hai bên của đường Kim Đồng, để sớm có thể thi công được các đốt hầm hở trong thời gian tới. Phía đầu hầm bên Đầm Hồng, hiện nay hạng mục tường chắn và hệ thống thoát nước tại phạm vi đường dẫn đầu hầm hở đều đã được thi công xong từ các video đề cập lần trước. Phần thi công vỉa hè tại đoạn đường dẫn hiện tại mà chưa thể thi công tiếp. Tại hạng mục thi công các đốt hầm hở, hiện nay nhà thầu đã thi công được trên tầm 80% khối lượng toàn đoạn phía đầu hầm bên Đầm Hồng. Chỉ còn một đốt hầm nữa là kết nối với thành đường dẫn đã hoàn thành trước đây. Việc dự án có hoàn thành theo kế hoạch đặt ra hay không thì chúng ta hãy cùng chờ đợi trong thời gian tới.